Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2000, tháng 10, tháng 2 tháng 10 năm 2023. Tôi xin lỗi bởi vì là nói nhịu quá, nhầm cả tháng. Bởi vì mỗi khi nhìn đến một vị đại biểu này thì trong tôi lại tự đặt ra một câu hỏi rằng là không biết tại sao mà vị đại biểu này vẫn còn có mặt ở diễn đàn Quốc hội và đưa ra những cái ý kiến, những cái đóng góp mà thật sự là đối với dân cần lao như chúng ta không biết bằng dùng một cái từ gì để mà suy nghĩ. Mong rằng các bác tiếp tục ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Những cái ý kiến đóng góp chân thành của chúng ta là chỉ mong rằng là Đảng và Quốc hội tốt hơn lên, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đúng không ạ? Thế mà xin thưa với các bác, trên hình ảnh của bác đó là tại biểu Nguyễn Văn Cảnh. Ông Nguyễn Văn Cảnh thì có thể nói thế này. Lần trước tôi đã chia sẻ cái việc mà ông đã có một cái ý kiến đề xuất mà tất cả đều cho rằng là không cần thiết, bởi vì ông đề xuất rằng là phải mặc cái áo the khăn xếp để lên diễn đàn Quốc hội. Thật sự nó rất là buồn cười. Ông thích thì ông mặc, ai có cấm gì đâu. Đó. Và hôm nay thì ông lại có những cái ý kiến mà thật sự là nói như nhà báo Hoàng Linh ấy. Thì anh Hoàng Linh có nói thế này. Đầu tiên anh đưa ra một cái bài báo để nói rằng là đại biểu Nguyễn Văn Cảnh thì đề xuất cần phân nhóm các sim điện thoại số đẹp có giá trị tiềm năng cao để đấu giá. Cái thứ hai nữa là cái lần trước, tức là đại biểu Nguyễn Văn Cảnh của Bình Định thì chia sẻ ông dự định mặc áo dài ngũ thân trong phiên khai mạc hát quốc ca chào cờ. Tuy nhiên trong cẩm nang đại biểu có quyết định mang mặc com lê nên ông không mặc, kiểu như vậy. Thì là ở đây thì nói rằng là không có đơn đặt hàng, một công ty dệt may gần 4.000 công nhân thì nay còn có 37 người. Và nhà báo Hoàng Linh thì đưa ra một cái nhận xét như sau. Túi tham đầy chưa? Một người phụ nữ ôm thùng mì tôm trước cổng bệnh viện. Thùng mì nhưng lại đựng xác của con đưa về quê vì không còn tiền. Các nhà hảo tâm và nhà bệnh đã tiết lộ là đã hỗ trợ mọi việc. Người mẹ khác thì tự kết thúc với di sản là 400.000 đồng trong túi để lại cho ba đứa con không nhà. Doanh nghiệp thì bầm dập, cố gắng nín thở, chờ qua chuông. Còn một vị đại biểu nam nhưng thích chăm chút cho áo váy, bàn chuyện vét cả số điện thoại của dân để bán đấu giá mà không cần biết nó hoàn toàn khác với số xe. Còn có một chuyện một trang nội báo chí nào đó mời cả làng doanh nghiệp dự đám cưới với QR để chuyển tiền mừng, nhất định không cho nó thoát. Những vị đại biểu của dân thì lại nhìn ngó bị gậy của ăn mày tính chuyện làm sao để mà lấy sạch của nó. Theo nhà báo thì lợi dụng chức vụ quyền hạn để cưỡng doanh nghiệp bằng thiệp mời chưa từng có để có thay vì cái tiếng nói bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp. Giết rồi không chỉ nhà giàu, lúc kinh tế khấm khá mà cả nhà nghèo lúc cơ cực thì cũng thành miếng mồi cho những kẻ quyền thế. Và đây thì là đại biểu Nguyễn Văn Cảnh. Và nếu chúng ta nhìn ấy, thì xin thưa với các bác, ông này đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đó chính là một cái bài báo mà bây giờ tôi xin chia sẻ lại với các bác là ngày 14 tháng 3 năm 2017. Đó, trên báo Thanh Niên thì đã nói rằng là quá trình thăng tiến thần tốc của một đại biểu Quốc hội. Và đó chính là đại biểu Nguyễn Văn Cảnh. Và cái chuyện này là từ 2013. Đó. Chúng cử đấy, khóa 13 đây, thì từ tháng 4 đến tháng 8 2013, ông Nguyễn Văn Cảnh có sự thăng tiến rất nhanh trong quá trình công tác tại văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của tỉnh Bình Định. Và ông này hôm đó thì đã bị cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương đối với Nguyễn Văn Cảnh này. Đó. Và các bác có thể tưởng tượng đọc hết cái bài này, các bác sẽ thấy này. Đó. Chi tiết thì rất nhiều, thế nhưng mà ở đây người ta chốt lại một câu. Như vậy là từ 20 tháng 3 cho đến 15 tháng 8 năm 2013, tức là chỉ trong vòng có khoảng 5 tháng, thì ông Cảnh đã từ một chủ doanh nghiệp tư nhân thì đã thần tốc và trở thành chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định. Và đến ngày 28 tháng 11 năm 2014, thì Ban Công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì có công văn đã thông báo đồng ý chủ trương điều ông Cảnh về làm ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Và lần này ông đã bị xử lý và ông đã xin thôi cái đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Đấy là cái mà chúng ta thấy về ông Nguyễn Văn Cảnh. Như vậy, một con người như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều bất thường. Ông rất giàu, ông là chủ một doanh nghiệp Titan cơ mà, chuyên khai thác khoáng sản Titan cơ mà, và ông rất giàu có, xin thưa với các bác. Thế cho nên ở trên diễn đàn Quốc hội, như nhà báo Hoàng Linh nói, chỉ chăm chút cho áo váy, xin thưa với các bác, rồi rồi rằng là bây giờ thì là đấu sim, đấu giá sim số điện thoại. Thế thì có một câu chuyện thế này, người ta gọi rằng là cái câu gì nhỉ, tôi tìm lại cho các bác. Tôi nhớ cái câu đấy, cái câu đầu đó gọi là lễ nghi đâu tới dân ấy. Đâu tới dân ấy. Đó. Ví dụ thế. Ví dụ như là lễ đâu tới dân này, cái gì đó và vân vân gì đó, tôi không nhớ kỹ câu này lắm. Các bác nào nhớ cái câu đó. Cho nên là chỉ có những người mà giàu có, những người tầng lớp gọi là ưu tú thì người ta mới quan tâm đến chuyện lễ nghi thôi. Chứ dân thì đói thối mồm ra. Các bác có thể thấy người ta gọi là nghĩa tử là nghĩa tận. Nhà báo Hoàng Linh đã chia sẻ câu chuyện như vậy. Như người mẹ nghèo quá, không có tiền đưa con về, không có tiền mua cái hòm, mà chỉ có cái thùng mì tôm. Nhưng trong đó thì không đựng mì tôm, mà là đựng xác đứa con của mình. Bởi vì nghèo đói quá, cho nên là một người mẹ khác thì cũng đã quyên sinh và để lại có 400.000 đồng cho ba đứa con. Rất nhiều những cái trường hợp như vậy, doanh nghiệp thì đang rất nhiều những cái gọi để nói rằng là đau đớn. 4.000 một doanh nghiệp, và trước đây có 4.000 công nhân, tức là 4.000 người được lo ăn lo ở, thì bây giờ là chỉ còn 37 người. Nhưng tình trạng như thế không hiếm. Bạn bè tôi trong doanh nghiệp thì cũng kêu, ngay cả khu của tôi thế thôi. Bây giờ xin thưa với các bác là nhìn xuống dưới thì mấy anh em toàn ống trà đá với nhau, chỉ nói một cái câu thế này, bởi vì không có việc cho nên rằng là mới phải ở đây, chứ còn bình thường đi nhiều làm nhiều thì lúc đó mới ra tiền ra việc. Thế nhưng mà toàn chủ doanh nghiệp cả, toàn chủ doanh nghiệp cả, và bây giờ thật sự là uống trà đá mà không biết bao giờ cái thời kỳ mới qua. Đáng nhẽ với cương vị là một đại biểu quốc hội, ông phải phản biện, ông phải xây dựng góp ý những cái chính sách để mà từ đó vạch mặt cái lũ quan tham, để mà tạo thuận lợi, tạo cái cơ hội cho những nhà đầu tư, các doanh nghiệp để mà phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân, sao cho cái xã hội nó công bằng, nó văn minh. Thì ông Toàn đưa ra những cái thứ nó trời ơi đất ơi ở đâu. Thế cho nên ấy, tôi tự hỏi rằng là không biết ông đã làm trọn cái cương vị đại biểu quốc hội chưa? Không biết rằng là mỗi khi đi tiếp dân thì ông nói những cái lời chân thành, chân tình đối với người dân, lắng nghe ý kiến của người dân hay chưa, hay là nghe rồi để đấy. Không biết các bác ở Bình Định, các bác đã bao giờ đi tiếp xúc với cả đại biểu Nguyễn Văn Cảnh này và đưa cho ông những cái câu hỏi, và thực sự ông đã làm được gì cho các bác hay chưa, đúng không? Cho nên chúng ta phải thật sự là suy nghĩ, thân làm đại biểu quốc hội chúng ta phải thấy những cái vấn đề lớn nhất của đất nước. Nó có mấy cái việc chúng ta gọi rằng là việc gấp, đúng không, việc quan trọng đó. Nếu mà vừa gấp vừa quan trọng thì cần phải làm ngay. Đó. Việc gấp thì làm trước, gấp nhưng không quan trọng nhưng mà vẫn phải làm ngay. Việc quan trọng nhưng không gấp thì bắt đầu xếp thứ ba, và cuối cùng là bên là việc không quan trọng nhưng cũng không gấp. Thế thì cái việc gấp và quan trọng bây giờ nó là kinh tế, nó là đốt lò, nó là quan tham, nó là những người mà không làm việc, không làm việc chỉ nói nhăng nói quậy. Xin thưa với các bác, người ta gọi là tốn cơm của dân, vẫn ăn lương tiền, ăn lương mà ăn liên từ tiền thuế, là tiền thuế là từ dân mà ra. Thế mà không đóng góp gì mà chỉ có nói nhăng nói quậy, thì liệu rằng là rồi là không chịu làm việc. Đó. Bây giờ rất nhiều người, đúng không? Rất nhiều người bây giờ là cả chính phủ, cả quốc hội vừa rồi, và bác Trọng cũng nó lên tiếng, ngay cả nghị quyết trung ương nó nói. Những người mà thật sự sợ sai nên không dám làm. Thế thì bao nhiêu người như thế? Bao nhiêu người như thế thì phải xử lý đi. Đóng góp thế nào đi, lên án họ đi, chứ bây giờ cứ ngồi nói nhăng nói quậy rồi là những cái việc cần việc quan trọng thì không thấy đả động tới, mà những cái việc mà nó không cần không quan trọng thì cứ ngồi để mà nói thôi, để mà làm thôi. Thế thì rõ ràng những người này có cần thiết không? Nếu mà tôi hỏi, tôi mà gặp đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, tôi sẽ hỏi thẳng câu hỏi đó, những việc đó có cần thiết không, cần thiết không? Trong khi đó người ta phải lo cho người dân đầu tiên, lo cho những cử tri bầu cho mình đầu tiên, đúng không? Chưa kể những cái dấu hỏi liên quan thăng tiến thần tốc của ông. Thực tế thăng tiến thần tốc nó cũng không phải là xấu,
Nó xấu ở chỗ là những người thăng tiến thần tốc nó không có thực tài, và người ta chỉ vì vào vì một cái động cơ nào đó thôi. Đó, đúng ạ. Thật sự rất bức xúc. Mong rằng là các bác tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo, cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta những chia sẻ những câu chuyện thế này để mà mong muốn rằng những điều tốt đẹp đến với Đảng, với nhân dân, với đất nước, chứ không phải chúng ta có ý gì khác. Đúng không? Cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.